thông báo về việc phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi. Khi giá heo hơi giảm mạnh thì các chuyên gia và báo đài liên tục đưa ra nhận định do bà con ồ ạt bán tháo lợn chạy dịch nên khiến cho nguồn cung tăng cao, kéo giá bán giảm sâu. Các loa đài truyền thanh cơ sở cũng ra sức thông tin về dịch tả lợn châu Phi lây lan. Nhiều người dân và hộ chăn nuôi đều thấy lo lắng hoang mang. Nhà có lợn chưa bị dịch cũng vội vàng bán trước để tránh dịch. Người tiêu dùng thì nghi ngờ thịt lợn bán ngoài chợ không an toàn. Họ cho rằng đó là lợn dịch nên ai ai cũng giảm ăn giảm mua thịt lợn. Hậu quả là heo lợn ế hàng, giá bán giảm thảm hại. Người ta sợ và người ta rất sợ đấy, không phải là người ta hoang mang, người ta nghe thấy người ta sợ, người ta phải có khi người ta phải chạy trước. Chạy trước là phải bán trước đi, ăn trước đi. Thì chúng ta phòng chống, nhưng mà chúng ta nói thế nào và phòng như thế nào để cho anh em người ta đỡ hoang mang, để cho người ta còn phải ăn thịt. 31 con lợn thuộc gia trại nhà ông Vũ Đình Vinh dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi. Hôm nay tất cả các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trong nước đều tiếp tục bán heo ra thị trường với mức giá rất thấp, từ 52 đến 53 nghìn đồng 1 kg. Đáng chú ý nhất là nguồn lợn của các doanh nghiệp bán ra đều vô cùng dồi dào và có trọng lượng rất lớn, trung bình từ 120 đến 130 kg. Theo các thương lái đánh giá thì đây là biểu cân quá to so với cách đây 2 tháng trước. Cụ thể cách đây 2 tháng, khi giá bán heo hơi trong nước ở mức cao, dao động từ 58 đến 63 nghìn đồng 1 kg, thì nguồn lợn bán ra của các doanh nghiệp chỉ có biểu cân trung bình từ 90 đến 110 kg. Tuy nhiên từ mấy tuần nay, các doanh nghiệp bán ra toàn lợn to khủng trên 120 kg, thậm chí có con nặng tới 140 kg. Theo cánh lái buôn lợn chuyên nghiệp cho biết thì việc các doanh nghiệp chăn nuôi bán ra toàn heo to khủng cho thấy nguồn lợn tồn đọng của họ trong trang trại còn rất nhiều. Cụ thể theo suy nghĩ của các thương lái thì từ một tháng nay, khi thấy giá bán heo xuống thấp, các doanh nghiệp đã chủ động giữ lợn lại trại để chờ giá tăng cao. Mặt khác, các doanh nghiệp chăn nuôi đã tính toán rằng về cuối năm, giá bán heo hơi sẽ tăng cao nên họ đã găm hàng chờ giá. Và nhìn vào thực tế mấy tháng qua, khi giá heo hơi giảm sâu thì hầu hết các chuyên gia và khối doanh nghiệp đều dự báo giá bán lợn hơi sẽ tăng cao từ tháng 9. Họ đưa ra dự báo và chủ động giữ lợn lại chuồng để chờ cho người dân bán hết heo rồi sau đó họ sẽ tung lợn ra bán. Tuy nhiên điều không thể ngờ được là đến hôm nay đã vào giữa tháng 10 rồi nhưng giá heo hơi vẫn không tăng, thậm chí còn giảm thảm hại. Trước thực tế này và nhìn thấy khả năng trong tương lai gần từ nay đến cuối năm, giá bán heo cũng khó tăng cao nên các doanh nghiệp buộc phải tung lợn ra bán. Hơn nữa lợn nuôi cũng chỉ có ngày có tháng nhất định là phải xuất chuồng. Theo các thương lái buôn lợn cho biết, nếu có giữ lợn chờ giá thì cũng chỉ kéo dài được từ 1 đến 1 tháng rưỡi là phải bán. Vì lợn có trọng lượng từ 130 kg trở lên sẽ ăn rất nhiều nhưng chậm lớn và tích mỡ. Trong khi đó tại thị trường Việt Nam, người dân và thương lái thường chỉ thích heo có biểu cân từ 90 đến 110 kg. Nếu lợn quá to và nhiều mỡ sẽ rất khó bán. Một buổi chợ thông thường mỗi thương lái nhỏ lẻ chỉ bán hết một con lợn nặng trên dưới 100 kg. Nếu lợn quá to bán rất khó hết hàng. Theo các thương lái buôn lợn cho biết, việc các doanh nghiệp chăn nuôi lớn bán lợn ra nhiều với biểu cân to khủng thì chứng tỏ nguồn lợn nuôi trong khối doanh nghiệp còn rất lớn. Như vậy thì khả năng trong vài tháng sắp tới giá bán heo hơi tại Việt Nam rất khó tăng cao. Điều đáng nói nhất hiện nay là sức mua thịt của người tiêu dùng giảm rất mạnh. Bà con ăn ít thịt lợn hơn trước kia, phần vì kinh tế khó khăn, thu nhập giảm. Mặt khác do bà con thấy chất lượng thịt lợn nuôi công nghiệp mấy năm gần đây giảm, ăn không ngon nên người tiêu dùng giảm ăn thịt heo và chuyển sang ăn các thực phẩm khác. Ngoài ra trong thời gian gần đây, khi giá heo hơi giảm mạnh thì các chuyên gia và báo đài liên tục đưa ra nhận định do bà con ồ ạt bán tháo lợn chạy dịch nên khiến cho nguồn cung tăng cao, kéo giá bán giảm sâu. Trong thời gian gần đây trên địa bàn xã đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi. Bây giờ sợ không phải là truyền mồm là giữa tôi và người kia ăn uống với nhau không sao. Nhưng mà bây giờ đưa hết lên tivi như thế này thì ai người ta dám ăn, ai người ta dám mua. Thế mà bây giờ mà tung tin quá ra thì không ai người ta ăn. Bây giờ sợ không phải là truyền mồm là giữa tôi và người kia ăn uống với nhau không sao. Nhưng mà bây giờ đưa hết lên tivi như thế này thì ai người ta dám ăn, ai người ta dám mua. Phòng và chống, nhưng mà chúng ta đừng tung quá cái việc dịch lên. Chứ bây giờ nếu mà tung quá lên là người ta sợ rồi, người ta không dám ăn nữa. Thì chúng ta phòng chống, nhưng mà chúng ta nói thế nào và phòng như thế nào để cho anh em người ta đỡ hoang mang, để cho người ta còn phải ăn thịt. Nguyên nhân là người tiêu dùng người ta tẩy chay là không ăn thịt lợn nữa, thế nên là giá thịt lợn càng ngày càng lao dốc không phanh. Thế nên là người chăn nuôi chúng tôi rất thiệt thòi đấy, nó ảnh hưởng trực tiếp đến những người chăn nuôi.
sản xuất chân chính như chúng tôi, những hộ chăn nuôi rất chừng là bức xúc trong cái việc này, đề nghị chính quyền các cơ quan nhà nước có biện pháp gì đó để coi như là hỗ trợ cũng như là giúp người dân, mà bằng cách nào để cho làm mọi người chăn nuôi đã thua lỗ rồi nhưng cần phải làm ăn cho nghiêm chính. Vậy Ủy ban Nhân dân xã trân trọng thông báo để toàn thể nhân dân được biết và thực hiện tốt. Các loa đài truyền thanh cơ sở cũng ra sức thông tin về dịch tả lợn châu Phi lây lan. Nhiều người dân và hộ chăn nuôi đều thấy lo lắng hoang mang. Nhà có lợn chưa bị dịch cũng vội vàng bán trước để tránh dịch. Người tiêu dùng thì nghi ngờ thịt lợn bán ngoài chợ không an toàn. Họ cho rằng đó là lợn dịch nên ai ai cũng giảm ăn giảm mua thịt lợn. Hậu quả là heo lợn ế hàng, giá bán giảm thảm hại. Tuyệt đối không bán chạy, không giết mổ lợn mắc bệnh, đặc biệt trong khu vực xã lập chốt kiểm dịch động vật tạm thời liên quan đến đường ra đồng sản xuất của nhân dân đội 6.